Tôi rất thích nghiên cứu cái thế giới bóng đá. Vâng. Thì các bạn thấy có một cái ông huấn luyện viên mà nếu nói rất nhiều người ghét. Đó. Thế là ông nào? Đó, Mourinho. Ông ấy bị rất nhiều người ghét. Nhưng không thể phủ nhận ở bên trong sâu thẳm, chúng ta vẫn phải ngưỡng mộ ông đấy. Ông không cho những trận đấu đẹp, ông không cho những cái trận đấu hoa mỹ, nhưng mà không thể phủ nhận, ông cứ thắng 1-0 thôi, nhưng bố mày thắng, mẹ không lằng nhằng dây điện, bố mày cứ thắng cái đã, còn hơn chúng mày hòa 5-5, chẳng là quyết gì, bố mày thắng 1-0 thôi cũng được. Đấy là triết lý của ông đấy. Năm cái cấp độ của lãnh đạo. Chúng ta thường bắt đầu cái trò chơi lãnh đạo bằng một cái việc chúng ta được bổ nhiệm trở thành một ai đấy. Và giống như lấy ngay ví dụ về chính vị trí số 2. Bạn đến đây giống như tất cả mọi người. Và đùng một cái phút ở đấy, bạn được xướng danh là leader. Và bỗng nhiên bạn ở trên anh em là lãnh đạo. Thế thì bạn đang ở cấp độ thấp nhất của leadership. Bạn được bổ nhiệm một cái chức danh và bạn là sếp của mọi người, dẫn dắt, chỉ đạo mọi người. Còn hiệu quả hay không thì chưa biết. Như đấy là cấp độ thấp nhất. Và cấp độ này thì người ta đi theo bạn là vì bị phải theo. Tôi phải đi theo ông. Thế thôi. Còn người ta phục bạn hay không, nể bạn hay không thì xin thưa là không. Vì bạn đang ở cái vị trí đấy. Và chúng ta thấy trong cuộc sống có rất nhiều những cái vị trí lãnh đạo y hệt như thế. Ví dụ như trong cái mô hình của chúng ta thấy con ông cháu cha. Đúng không? Tự nhiên thằng này được bổ nhiệm, thằng kia được bổ nhiệm. Tôi có một cái chị học viên, chỉ là cánh tay phải của ông của cái anh chủ tịch đó, chỉ là cánh tay phải của ông đấy. Và nhiều năm nay chị làm việc với ông ấy quen rồi. Và một ngày hai đứa con ông ấy đi du học nước ngoài về, và ông bổ nhiệm hai đứa đấy làm phó tổng giám đốc, chịu trách nhiệm điều hành chính, và bây giờ chị phải nghe theo mệnh lệnh của nó. Và hai năm đầu chỉ làm việc đầu óc như muốn điên. Đó. Vì tự nhiên có một cái đứa nó lãnh cái chức là lãnh đạo. Còn tất cả mọi thứ vẫn là một cái dấu hỏi. Chúng ta để ý thấy ngoài kia trong cái môi trường này có rất nhiều người. Chúng ta đang lãnh đạo người khác chỉ vì là chúng ta có một cái chức danh rồi. Và chúng ta nhìn thấy nhiều nhất, nổi bật nhất là trong môi trường nhà nước. Cứ làm trường ấy năm thì lên, làm trường ấy năm thì lên. Con ông này được quy hoạch thì chắc chắn sẽ là như thế. Vị kia được quy hoạch chắc chắn sẽ là như thế. Hoặc trong chính gia đình của chúng ta. Mày đừng quên, tao là bố mày nha. Các bạn có để ý trong các cuộc nói chuyện gia đình không? Đúng không? Tức là họ tự cho là họ có một cái chức danh. Và chúng ta phải tuân thủ cuộc chơi vì họ đang là lãnh đạo. Nhưng chỉ đơn giản là mỗi cái chức danh thôi mà. Còn khiến chúng ta tuân, nể phục và đi theo, nó là một cái câu chuyện khác. Đó. Thế thì, nhưng mà thường ai chúng ta cũng phải qua cái giai đoạn này. Chỉ có điều là các bạn bắt buộc những người khác đi theo bạn ở cái khoảng thời gian bao lâu mà thôi. Nếu cái điều này diễn ra trong vòng một thời gian ngắn, vài tuần, sẽ là câu chuyện khác. Nhưng nếu nó là vài tháng rồi đến vài năm, nó sẽ là một câu chuyện khác. Điều này rất dễ thấy khi các anh chị đang có một cái cỗ máy ổn định và các anh chị thuê một cái người lãnh đạo từ bên ngoài vào và gọi toàn bộ nhân viên lại, tuyên bố đây là trưởng phòng mới của tụi bay. Và thách thức bắt đầu. Vì vậy tôi luôn yêu cầu phòng nhân sự và tôi luôn yêu cầu cái vị trí đấy
phải làm thế nào nhanh nhất cho người ta hòa đồng, phải làm thế nào là nhanh nhất để cho người ta ghi điểm, để show hàng cho anh em thấy là tao không phải dạng vừa đâu. Nhưng mà anyway, chúng ta dừng lại mổ xẻ về cái việc lãnh đạo chức danh. Đã bao giờ bạn phải đi theo một ai đó chỉ vì mẹ cái thằng đấy là sếp của mình, cái chức nó là sếp của mình thôi, chứ còn về mọi mặt mình không có lý do gì đi theo nó cả. Và thực tế là mỗi một cá nhân chúng ta ai cũng sẽ đều phải trải qua giai đoạn này. Chỉ có điều là xin nhấn mạnh, bạn dừng ở đó bao lâu mà thôi. Nếu bạn ở giai đoạn đấy, hãy cố gắng vượt qua nó thật nhanh. Ở vị trí số 1, vị trí số 2, vị trí số 2, đồng thuận. Đồng thuận. Ở vị trí số 1, đâu đó chúng ta sẽ luôn nhìn thấy cái sự so kè, cái sự phản kháng. Và bất kỳ lúc nào có cơ hội là bọn nó bật như tốt tươi. Đấy là vị trí số 1. Thì các bạn, nó bật liên tục, nó bật tanh tách. Cứ hơi tí mình chỉ cần hở sườn ra, thể hiện năng lực của mình chưa tới là bọn nó bật như tôm tươi. Nhưng qua một thời gian, nó thấy bạn họp hành, nó thấy bạn điều hành, nó thấy bạn đốc thúc anh em làm việc, nó bắt đầu like. Hóa ra ông bà này cũng được. Nói chung là thôi bây giờ mẹ không có thằng nào lãnh đạo, thôi thằng này cũng được. Mẹ bây giờ chả nhẽ phòng mình lại không có thằng nào trưởng phòng, mẹ ít nhất cũng phải túm một thằng nó vào nó làm trưởng phòng. Thế lúc đấy người ta bắt đầu tiến lên một cái cấp độ mới. Đấy là người ta chấp thuận cái việc bạn lãnh đạo họ. Người ta sẽ không còn bật nữa. Và người ta bắt đầu lắng nghe bạn và chịu cái sự hướng dẫn của bạn. Thì ở cấp độ này xin chúc mừng. Tuy nhiên bạn cũng mới chỉ là lãnh đạo hạng lông, hạng vườn mà thôi. Bạn phải nỗ lực để lên cái cấp độ thứ 3, là cái cấp độ quan trọng nhất ở trong các level về lãnh đạo, là cấp độ thứ 3. Đó là sự ngưỡng mộ. Người ta bắt đầu ngưỡng mộ bạn vì những kết quả tích cực bạn tạo ra cho tổ chức. Lúc bạn mới vào, người ta nhìn thấy bạn nói, chém, phần phật, kinh lắm. Và vẫn đâu đó một cái dấu hỏi, nghi ngờ, to tướng. Đây các bạn. Nhưng rồi, người ta bắt đầu thấy bạn sắm tay áo lên làm và gặt hái những kết quả tích cực bước đầu. Và người ta bắt đầu trầm trồ. Không phải dạng vừa đâu mà hơi bị kinh phết đấy không ạ. Lúc đó bắt đầu có cái sự ngưỡng mộ từ bên trong. Nhưng xin nhấn mạnh, sự ngưỡng mộ này phải dựa trên kết quả. Các bạn ngưỡng mộ vì kết quả họ tạo tổ chức. Nhưng có những tình huống trái ngược. Bạn ngưỡng mộ, nhưng về cơ bản bạn vẫn không thích thằng này. Hoặc cũng có thể bạn thích cái cô này. Có rất nhiều nhà lãnh đạo như vậy. Thưa các bạn, nếu trong bóng thế giới bóng đá, tôi rất thích nghiên cứu cái thế giới bóng đá. Vâng, thì các bạn thấy có một cái ông huấn luyện viên mà nếu nói rất nhiều người ghét. Đó, thế là ông nào? Đó, Mourinho. Ông ấy bị rất nhiều người ghét. Nhưng không thể phủ nhận ở bên trong sâu thẳm, chúng ta vẫn phải ngưỡng mộ ông đấy. Ông không cho những trận đấu đẹp, ông không cho những cái trận đấu hoa mỹ, nhưng mà không thể phủ nhận. Ông cứ thắng 1-0 thôi, nhưng bố mày thắng, mẹ không lằng nhằng dây điện, bố mày cứ thắng cái đã. Còn hơn chúng mày hòa 5-5. Chả là quyết gì. Bố mày thắng 1-0 thì cũng được. Đấy là triết lý của ông đấy. Hiệu quả là số 1. Thưa các bạn. Và vì vậy, có phe thích ông ấy, có người ghét ông ấy, nhưng sự ngưỡng mộ bên trong thì có. Bởi vì ông dẫn dắt tổ chức, gặt hái được mục tiêu. Vâng, tôi cũng thuộc một cái nhóm người như thế. Tôi điều hành, nhiều ông không thích đâu. Vì cái sự thay đổi, vì cái sự quyết liệt, vì cái tốc độ hành động của tôi kinh khủng. Các ông ấy không thích đâu. Nhưng sâu thẳm, nếu các ông ấy đi với tôi 2 năm, 3 năm, 4 năm, không nào phủ nhận về việc
những cái thứ tôi đưa ra chỉ dẫn dắt tổ chức đến chiến thắng mà thôi. Và cuối cùng các ông phải ngưỡng mộ. Một cái người tôi rất ngưỡng mộ, đấy là anh Trương Đình Anh. Các bạn có biết cái anh không? Trương Đình Anh là nhiều năm anh ấy lèo lái cái công ty trụ cột của FPT. Vâng, là cái công ty mà đem lại đến hàng ngàn tỷ doanh thu. Thì là cái anh ấy, bây giờ khoảng 5 năm gần đây thì anh ấy không xuất hiện trên chính trường, anh rút về. Nhưng chính anh ấy là người đưa FPT Telecom, là cái công ty gặt hái được rất nhiều cái thành tích. Chỉ có điều là anh ấy quyết liệt quá, anh ấy mạnh mẽ quá. Và các bác ở cấp độ chủ tịch rất ngán cái điều đấy, khi đưa anh ấy lên dẫn dắt tập đoàn. Vậy vậy dẫn dắt tập đoàn một thời gian thì anh ấy rút. Thưa các bạn, ui dồi ôi, nghe nhân viên của anh ấy kể lại cái quá trình mà anh dẫn dắt FPT Telecom phá đổ tất cả các loại kỷ lục, gặt hái đổ đạp vỡ tất cả các loại cột mốc về doanh thu, tạo ra những cái doanh thu kinh khủng. Nhưng mà anh làm rất quyết liệt, rất máu lửa, và cách làm không nói nhiều người, thường nhiều người ghét anh ấy. Nhưng mà hỏi về việc là những cái gì anh mang lại cho tổ chức thì không ai phủ nhận. Đấy là sự ngưỡng mộ. Vì vậy, nếu bạn đang ở cấp 1, nếu bạn đang ở cấp 2, bạn đạt được kết quả tích cực cho tổ chức, mọi cái lời ong tiếng ve tất cả sẽ bị không ai nói thêm gì về bạn nữa. Ở Wake Up chúng ta đã nói điều này, kết quả sẽ không bao giờ nói dối. Bạn lập kế hoạch, bạn nói rất hay, nhưng cuối cùng vẫn phải là kết quả. Bạn phải dẫn dắt tổ chức đạt được kết quả. Tôi muốn bạn nhớ cái điều đấy. Vâng, là một lãnh đạo, bạn phải hướng đến kết quả. Và khi bạn đạt được kết quả tích cực, mọi lời xì xào đều tắt ngấm. Và lúc đấy chỉ còn sự ngưỡng mộ. Vâng, tiếp theo, người ta lên đến cấp độ cao hơn, là cấp độ 4, sự trung thành. Những người lãnh đạo đạt được đến cấp độ có nhiều người trung thành đi theo bạn hết năm này qua năm khác là bởi vì họ làm được một việc. Họ khiến những người đi theo họ được phát triển hàng năm, được tiến bộ hàng năm. Thưa các bạn, khi bạn ở bên cạnh ai đấy vừa có tiền, vừa đạt được kết quả tốt mà lại được hoàn thiện, phát triển và bản thân mình được tiến bộ, chả có lý do gì để bạn rời họ. Có đúng không? Và khi đó bạn sẽ có xu hướng gắn kết, trung thành. Cho đến khi nào? Cho đến khi nào? Tôi đã từng có một người nhân viên như thế. Họ phát triển với tốc độ rất nhanh, và rồi họ quyết định rời đi. Và lúc họ rời đi là cái thời điểm tôi nói chuyện. Tôi rất muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao, để tôi không làm cái việc này xảy ra với những người khác. Và họ trả lời tôi, thực ra em với anh không có vấn đề gì cả. Công việc ở đây cũng không vấn đề gì cả. Thu nhập ở đấy cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn đề duy nhất là em cảm thấy ở bên trong, 1-2 năm nay, em thấy mình cứ dậm chân tại chỗ. Tiền thì vẫn có tăng, mọi thứ thì vẫn có, nhưng con người của em cứ thấy nó 1-2-2-1-1-2-2-1-1-2-2-1 đi đều bước, chả có cái gì tiến bộ cả. Và thực sự em muốn thoát ra ngoài, tìm kiếm một cái môi trường nào đấy để em được phát triển lên một tầm cao mới. Nào, tôi chả còn lý do gì để giữ họ cả, vì họ bên cạnh tôi họ không còn được phát triển nữa. Đến một cái ngưỡng rồi, họ phải thoát ra. Nhưng mà tôi có một thời gian dài, họ đã trung thành với tôi. Thưa các bạn, thì đó là cấp độ số 4. Để đạt được cấp độ này, sự khó khăn của các bạn là phải dành thời gian để dìu dắt những nhà lãnh đạo khác. Đấy là khó khăn của các bạn. Ngoài cái việc đưa ra các củ cà rốt
và đòi hỏi họ mang lại lợi ích cho tổ chức, bạn cần phải bên cạnh họ, bạn cần phải huấn luyện họ, bạn cần phải dìu dắt họ, thưa các bạn. Và qua năm, qua tháng, nếu họ thấy ở bên cạnh bạn được phát triển, họ sẽ thể hiện cái sự trung thành để hoàn trả những cái gì họ đã nhận từ bạn. Đây là cái cấp độ số 4. Cho tôi một hai ví dụ, bạn đã có những người lãnh đạo nào mà ở bên cạnh họ, bạn thấy mình được hoàn thiện, phát triển, và bạn đã từng đi bên cạnh họ dài lâu hay chưa? Cấp độ thứ 5 là cấp độ cao nhất. Sự tôn thờ. Thưa các bạn, sự tôn thờ. Đó. Cái từ, tôi thấy cái từ Việt này rất hay. Vâng. Thường chúng ta chỉ thờ cái gì tín ngưỡng, đúng không? Rồi một số thứ. Nhưng sẽ có những nhà lãnh đạo, bạn đưa họ lên cấp độ tôn thờ. Nếu bạn đi theo ai đó ở năm thứ 5, năm thứ 6, năm thứ 7, thì tôi khẳng định những người mà bạn đi theo, họ đã đạt đến cấp độ đấy. Thưa các bạn, họ tôn thờ bạn. Vậy, động cơ nào khiến một người có thể tôn thờ bạn? Bạn đoán thử xem. Lý do nào khiến một ai đó có thể đi theo bạn và tôn thờ bạn? Chìa khóa là bạn đại diện cho một lý tưởng nào đấy. Thưa các bạn, lý tưởng mà bạn theo đuổi là gì? Nếu đó là một lý tưởng đủ lớn, cần phải nhiều nguồn lực. Nếu đó là một lý tưởng đủ lớn, cần phải 5 năm, 10 năm, 20 năm mới có thể từng bước hiện thực hóa. Thưa các bạn, và nếu là một lý tưởng đủ ý nghĩa, bạn có thể khiến hàng trăm, hàng ngàn người đi theo bạn và thậm chí vô điều kiện. Thưa các bạn, không có gì quý hơn độc lập tự do. Đúng không? Đấy là lý tưởng. Mỗi một người đều có quyền. Đúng không? Cơm no, áo ấm, được hưởng thái bình, bla bla. Đấy là lý tưởng. Và đó là người khiến hàng triệu người có thể đứng lên, chịu đói, chịu khát, chịu khổ, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả sinh mạng của mình để chiến đấu vì lý tưởng đó. Mỗi một dân tộc chắc 100 năm mới chỉ có 1-2 người để có thể so sánh với người vĩ đại đấy. Bạn biết tôi nói về ai? Chúng ta ở cái cấp thấp hơn, so sánh như thế nó hơi khập khiễng. Nhưng bạn hoàn toàn có thể với và tiệm cận đến cái điều này nếu công ty của bạn có một sứ mệnh, tổ chức của bạn có một tầm nhìn thực sự có ý nghĩa mà nó đủ lớn để theo đuổi. Thưa các bạn, và đó là lý do tổ chức của chúng tôi có rất nhiều thành viên, bây giờ 6 năm rồi, bây giờ 7 năm, 8 năm, 9 năm. Thưa các bạn, bởi vì chúng tôi có một lý tưởng lớn để theo đuổi. Nó không chỉ là tổ chức các khóa học, bán một vài sản phẩm, thu một vài triệu, no. Mặc dù đấy đúng là cái công việc của chúng tôi đã đang làm. Nhưng cuối cùng, để hướng tới một cái thứ gì đó lớn lao hơn, một cái lý tưởng nào đó nó cao đẹp hơn, là làm thế nào cộng hưởng cùng cái hệ thống doanh nghiệp của Việt Nam, cộng hưởng với doanh nhân Việt, để chúng tôi có thể đóng góp vào GDP, đưa vị thế của nền kinh tế này lên một cái tầm cao mới trên bản đồ kinh tế thế giới. Thưa các bạn, đấy là lý tưởng chúng tôi theo đuổi. Lý tưởng này khó,
phải thực hiện nó nhiều năm, nhưng chúng tôi sẵn sàng trả giá để theo đuổi. Và nếu bạn là người đại diện cho lý tưởng nào đó và bạn sẵn sàng chiến đấu vì nó, thì bạn có thể tập hợp những người khác xung quanh mình. Nếu bạn muốn tuyển dụng những người tài giỏi, những người xuất chúng, những người đã vượt qua cấp độ cơ bản của cơm áo gạo tiền, bạn phải có đủ lý tưởng để tuyển dụng họ. Thưa các bạn, Apple có một giai đoạn rất khó khăn, và Steve Jobs khi đấy đang đi tìm những người giỏi về cho mình. Và ông ấy có nói với cái ông phó chủ tịch của Pepsi, cái câu nói này tôi vẫn nhớ. Này, tôi hỏi thật này, ông định cả đời ông đi bán cái thứ nước ngọt có ga này à? Hãy về với tôi, chúng ta sẽ làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn nhờ công nghệ, khiến cho mọi người gần nhau hơn nhờ công nghệ, khiến cho mọi người thoải mái, tiện nghi hơn nhờ công nghệ. Đó là những gì tôi theo đuổi. Thưa các bạn, và nếu bạn có lý tưởng đó, sẽ có rất nhiều người đi theo bạn. Và khi đó bạn đạt đến cấp độ cao nhất của leadership, đó là sự tôn thờ. Thưa các bạn, tôi vẫn đang on the way, trên đường nỗ lực hoàn thiện để đến cấp độ này. Tôi chỉ dám nói rằng mình đang ở đây. Thưa các bạn, và các bạn cũng cần phải như vậy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm vào nút đăng ký ở bên dưới video này để không bỏ lỡ những video tiếp theo của tôi. Đăng ký nó ngay bây giờ. Bấm vào cái nút hình quả chuông ý, để lần sau khi tôi phát sóng, bạn sẽ nhận được video sớm hơn những người khác. Cảm ơn bạn đã đăng ký kênh của Phạm Ngọc Anh.